Lá Phản Thí Hảo, tên tôi là Lê Hồng Phong. Những cái trên mà đúng rồi, quấn vừa thôi nó đứt trên nữa, ấn xuống thì gõ xuống trong đất, bỏ trong đất này nó, ui sao nó lại nán cái đấy để. Anh thấy ấn cái gì, ấn chân cái gì.